kết nối tri thức. Ai cũng có mẹ, hầu hết đều từng nghe hoặc được cảm nhận tình yêu của mẹ. Tình yêu đó được ca ngợi bằng những mỹ từ thiêng liêng vô bờ bến, không gì sánh được. Nhưng nếu là một người mẹ, có bao giờ bạn hỏi tình yêu của mẹ là gì? Làm sao thể hiện rằng bạn yêu con? Làm sao nhận biết và phát triển gắn kết với con đúng hướng? Nếu hỏi những bậc cha mẹ, bạn có yêu con mình không? Thì câu trả lời chắc chắn là có. Tuy nhiên, nếu bạn tiếp tục hỏi bố mẹ có biết cách thương con không? Có lẽ nhiều người chưa biết phải trả lời thế nào. Có rất nhiều loại tình yêu mà cha mẹ dành cho con cái. Tuy nhiên, điều đáng buồn là đôi khi những gì chúng ta nghĩ là tình yêu lại thực sự gây tác động tiêu cực. Cuốn sách Mẹ dành cả thế giới cho con được nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam phát hành năm 2020 đã nắm bắt được chủ đề cha mẹ và con cái được yêu thích nhất hiện nay, phù hợp với xu hướng trẻ em du học và di cư ra nước ngoài. Nó phản ánh nỗi lo lắng chung mà nhiều gia đình trung lưu phải đối mặt trong xã hội đang phát triển nhanh chóng ngày nay. Cuốn sách này còn chứa đựng những câu chuyện ấm áp, cảm động và khơi gợi tư duy giống như ánh mặt trời ấm áp mùa đông, đồng thời có thể mang lại nguồn cảm hứng và sức mạnh hữu ích cho mọi bậc cha mẹ đang khám phá con đường nuôi dạy con cái và giáo dục trong tình yêu thương sâu sắc. Viết nên cuốn sách Mẹ dành cả thế giới cho con, tác giả Lý Xuân Lợi đã tham khảo rất nhiều tài liệu và cả cuộc sống thực tiễn của mình. Cuốn sách có 271 trang, chia làm 4 chương. Mẹ muốn dành cả thế giới cho con, du lịch xa với cha mẹ, thương con nhiều hay ít, hai nhà thi đấu. Các chương bao gồm những mẩu chuyện nhỏ kể về quá trình tác giả đồng hành cùng con của cô, bé Bibi, trong những năm đầu tiên của cuộc đời. Tác giả cố gắng tiếp xúc với thế giới của con, đồng thời cho con thấy những tình cảm ấm áp và sự khắc nghiệt, hạnh phúc, đau khổ, sự hợp tác và cạnh tranh trong thế giới người lớn. Tất cả những trải nghiệm nuôi dạy con thời hiện đại đều được tác giả chia sẻ trong quyển sách này. Lý Xuân Lợi là một nhà văn nổi tiếng, viết nhiều tác phẩm xuất sắc, nhưng đối với cuốn sách này, bà là một người mẹ. Kết hợp kinh nghiệm nuôi dạy con cái của tác giả Lý Xuân Lợi, cuốn sách đã thảo luận và phân tích từng vấn đề xung quanh tình yêu trong giáo dục gia đình hiện đại, cố gắng đưa ra lối thoát và một số tài liệu tham khảo để bứt phá cho hàng ngàn bậc cha mẹ đang mắc kẹt bởi tình yêu. Cha mẹ không bao giờ thiếu tình yêu thương với con cái, nhưng là cha mẹ, tất cả chúng ta đều có chung một băn khoăn, nên yêu con mình như thế nào? Yêu là từ dùng để chỉ cảm xúc dành cho ai đó, một điều gì đó mà khi nghĩ đến thấy vui sướng, hạnh phúc, cam kết và gắn bó. Nếu xét kỹ, một đứa con đâu thể lúc nào cũng mang đến cho mình cảm giác sung sướng và hạnh phúc. Ngược lại, người mẹ còn cảm thấy lo lắng, bất an và sợ hãi, đến mức trầm cảm và cả những nỗi đau thực thể từ những vết thương khi sinh con. Khi nói yêu ai đó, chúng ta thường cảm thấy họ vô cùng quý giá, mong muốn đem lại niềm vui và thỏa mãn nhu cầu của người đó. Cho dù có đôi khi người đó chẳng quan tâm gì đến niềm vui của mình. Phần lớn các cha mẹ quan tâm đến hạnh phúc, nhu cầu của con cái hơn hạnh phúc và nhu cầu của chính họ là vậy. Không giống như cảm xúc yêu thông thường, có đến và đi, tình yêu của mẹ lại không như vậy. Mẹ thương con vô điều kiện, không kỳ vọng con cái mang đến cho mình cảm xúc thấy vui sướng, hạnh phúc, cam kết và gắn bó. Vậy thì thực chất tình yêu của mẹ là gì? Tình yêu của người mẹ thường được coi là hình thức tình yêu thuần khiết và vô điều kiện nhất. Đó là mối liên kết độc nhất vô nhị mà người mẹ phát triển với đứa con của mình ngay từ thời điểm thụ thai. Và đây cũng là một trong những mối liên kết mạnh mẽ nhất của con người. Tình yêu thương này rất quan trọng vì nó đặt nền móng cho sự phát triển tâm lý và tình cảm của trẻ. Tình yêu thương của người mẹ mang lại cảm giác an toàn và thoải mái cho đứa trẻ. Nó giúp đứa trẻ cảm thấy được bảo vệ và cho phép chúng phát triển cảm giác tin tưởng vào thế giới xung quanh. Tình yêu thương này cũng giúp xây dựng lòng tự trọng và sự tự tin của trẻ khi chúng cảm thấy được trân trọng và chấp nhận con người thật của chúng.
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tình yêu thương và sự chăm sóc của người mẹ dành cho những năm đầu đời của đứa trẻ có thể tác động đáng kể đến sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng trong cuộc sống sau này. Trẻ em được nuôi dưỡng trong một môi trường tràn ngập tình yêu thương sẽ có những khả năng phát triển thành những người có nhiều hạnh phúc và tự tin. Tình yêu của người mẹ cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành các mối quan hệ trong tương lai của đứa trẻ. Những đứa trẻ trải qua mối quan hệ yêu thương và nuôi dưỡng với mẹ của chúng sẽ có nhiều khả năng phát triển mối quan hệ lành mạnh với những người khác trong suốt cuộc đời của chúng. Bằng sự yêu thương, người mẹ luôn tìm cách tạo điều kiện phát triển thuận lợi cho các con của mình. Nhưng việc làm thế nào và cũng có nhiều khía cạnh ưu nhược điểm khác nhau. Chẳng hạn như nhiều gia đình cho các con học tiếng Anh, nghe tiếng Anh từ nhỏ để mong muốn đứa trẻ có nền tảng vững chắc. Nhưng trớ trêu thay, việc này có thể làm ảnh hưởng nhận thức của bé về tiếng mẹ đẻ hoặc gặp trở ngại khi giao tiếp và tạo khoảng cách với các đứa trẻ đồng trang lứa. Có gia đình cho con theo học các ngôi trường quốc tế danh giá với mức chi phí đắt đỏ hoặc định hướng các con đi du học tại các nước phát triển, nhưng lại không thể nào chấp nhận được việc sống xa con và luôn quan ngại việc để con sống một mình tại một đất nước xa lạ. Là cha mẹ, chúng ta không dám cho con mình tự lập quá sớm, nhưng nếu bảo vệ quá mức thì con cũng không thể trưởng thành. Hơn nữa, các bậc cha mẹ rất dễ bị cuốn vào vòng xoáy tranh đua cho con học ngoại ngữ, chọn trường, du học. Cũng giống như bạn, tác giả cuốn sách này từng thề sẽ trao cả thế giới cho con mình, nhưng vẫn vướng vào những nghi ngờ và kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần. Cũng như bạn, tác giả cuốn sách này đã từng vô cùng bối rối, phải chăng mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái chỉ là sự chia ly hết lần này đến lần khác. Con ơi, mẹ phải yêu thương con như thế nào đây? Câu hỏi này là lời tự vấn của tác giả và cũng là câu hỏi đặt ra cho xã hội. Nội hàm của tình mẫu tử không phải là chiếm hữu mà là sự tận tâm vì tha. Dựa trên nhận thức và suy ngẫm này, Lý Xuân Lợi luôn tuân thủ nguyên tắc khoan dung nhưng nghiêm khắc và có những quy tắc quy định trong tình yêu dành cho con gái. Không để con gái đi theo con đường riêng của mình, cũng không ép buộc cô bé phải lớn quá nhanh, không chỉ nói về tình yêu, không chỉ đặt tình yêu vào những món quà, mà còn cẩn thận thiết kế từng bước trưởng thành cho con. Để Bì Bì học tiếng Anh và mở rộng tầm nhìn, tác giả không chọn cách gửi cô bé ra nước ngoài, mà mời các gia sư từ khắp nơi trên thế giới. Để Bì Bì trải nghiệm một cuộc sống khác, tác giả đã đưa Bì Bì đi Úc và Singapore tham quan học tập. Trên hành trình trưởng thành của con, ba mẹ Bì Bì bối rối, lo lắng, sự suy ngẫm như hàng nghìn bậc cha mẹ khác. Tuy nhiên, trên chặng đường trưởng thành của con, ba mẹ Bì Bì khác hẳn hàng ngàn bậc cha mẹ khác. Họ cảnh giác và cố gắng biến tình yêu thành một chi tiết, một cái nhìn, một sự thấu hiểu ngầm, một hoạt động, một chuyến đi chơi mùa thu, một chuyến đi lặn, một bữa tối. Quá trình này ngoài ra còn là quá trình trưởng thành của ba mẹ. Những hiểu biết sâu sắc có được từ con cái cũng khiến gia đình tràn đầy sức mạnh. Tác giả chỉ ra rằng mục đích của giáo dục gia đình và giáo dục ở trường là như nhau. Trong quá trình giáo dục đạo đức là nhiệm vụ cơ bản của giáo dục. Những đức tính quan trọng nhất là ba đức tính. Thứ nhất là đức tính yêu quê hương đất nước đối với nhân dân. Thứ hai là đức tính tôn trọng mình và người. Thứ ba là đức tính trung thực và tự tin. Vì mục tiêu của chúng ta là giáo dục trẻ em thành người có đạo đức, nên sự phát triển toàn diện của trẻ là vấn đề tổng thể mà các bậc cha mẹ phải tính toán. Đó cũng là mục đích ban đầu của Bộ Giáo dục, là nhấn mạnh đến việc độc viết cốt lõi. Cha mẹ nên có tầm nhìn dài hạn, vạch xuất phát là một điều diễn dông. Để trẻ tận hưởng quá trình trưởng thành là điều quan trọng nhất. Tác giả tin rằng phương pháp giáo dục đạo đức tốt nhất chính là cho phép trẻ em rút ra được bản chất từ sự trao đổi và va chạm với các nền văn hóa đa dạng, đồng thời thiết lập quan điểm đúng đắn về cuộc sống và các giá trị, trong khi mở rộng tầm nhìn và nâng cao sự tự tin cho chúng. Tất cả chúng ta đều muốn trở thành những tấm gương tốt để con cái mình noi theo. Ai cũng mong con mình sẽ trở thành đứa trẻ ngoan, thông minh, tài giỏi và có khả năng tự lập. Ba mẹ chính là chìa khóa vàng trong suốt quá trình nuôi dạy con cái.
phương pháp nuôi dạy của ba mẹ sẽ có ảnh hưởng lớn đến tính cách cũng như hành vi của trẻ sau này. Chính vì vậy, ngay từ khi con còn nhỏ, ba mẹ nên quan sát và tìm ra các nguyên tắc phù hợp để nuôi dạy con đúng cách. Tình yêu của cha mẹ là tình yêu cao cả nhất. Vì sự hoàn hảo của các bé, trước hết, cha mẹ cần nỗ lực tu dưỡng bản thân. Con cái như tấm gương của cha mẹ, chúng phản chiếu lại những điều tốt và xấu trong cách dạy dỗ của cha mẹ. Nếu cha mẹ không hài lòng với trẻ, thì nên xem lại bản thân có chỗ nào chưa tốt. Đây là kinh nghiệm quý báu nhất mà tác giả muốn chia sẻ đến người đọc, đến cho các bậc cha mẹ trên thế giới này. Quý vị và các bạn có thể tìm đọc quyển sách Mẹ dành cả thế giới cho con tại Thư viện tỉnh Tây Ninh. Và đừng quên theo dõi chương trình Kết nối tri thức do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp Thư viện tỉnh Tây Ninh thực hiện, được phát trên kênh FM 103.1 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh lúc 6 giờ 45 phút, 13 giờ 5 phút và 20 giờ 20 phút hàng ngày. Đăng tải định kỳ trên hạ tầng fanpage Tây Ninh TV, hạ tầng YouTube Truyền hình Tây Ninh Phát thanh Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của Thư viện tỉnh Tây Ninh lúc 21 giờ mỗi ngày, với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể tiếp cận và cập nhật được những thông tin tri thức phù hợp, hữu ích cho cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Thân mến, chào tạm biệt.